Đây, ngón tay trỏ thì mình đè trên mai nó. Còn ngón tay giữa và ngón tay cái thì mình vịn hai bên cái ngoe nó nha. Đây, cả nhà xem. Bắt cua rất là đơn giản nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay Chiếc Lê xin chia sẻ với cả nhà về cái cách cái cua ở miền Tây quê em nha. Đây, sáng em đi vuông vô anh thăm gặp cua, bắt được nít cua đây cả nhà. Thì có những cô chú anh chị và các bạn, cái trường hợp mà mình không có biết cái cách để mình chói được con cua thì mình cho rằng là nó rất khó. Nhưng mà thật ra mình quen cái công việc thì mình bắt nó rất dễ nha cả nhà. Đây, như trường hợp con cua gì. Đây nhóc, trong đây là rất là nhiều con cua anh. Thì mình bắt con cua thì mình thứ nhất là mình lẹ tay. Và thứ hai mình đè trên cái mai nó như vậy. Đây, mình đè trên mai nó. Thì cái ngón tay trỏ thì mình để cho nó hơn nửa cái mai này lên tí xíu nha. Mình đừng để chồm lên quá, chồm quá cái cạn cua nó kẹt. Đây, ngón tay trỏ thì mình đè trên mai nó. Còn ngón tay giữa và ngón tay cái thì mình vịn hai bên cái ngoe nó nha. Đây, cả nhà xem. Bắt cua rất là đơn giản nha. À, còn cái cách chói cua thì ở đây thì em chia sẻ với một số cô chú anh chị và các bạn cái trường hợp mà không biết chói cua nha. Còn những cô chú anh chị và các bạn nào biết cái cách này thì vui lòng bỏ qua nha. Cái cách chói cua thì ở đây em chói bằng cọng dây kiến nha. Kêu bằng cọng dây bô, cọng dây bẹ thì cũng đúng. Đây, mình cầm cọng dây chặn giữa như vậy. Ngón tay út mình nhéo vô cọng dây gì đây. Rồi mình chàng dưới cái dài càng cua nha cả nhà. Đây, dưới dài càng con cua. Đây mình xoa hai cọng dây nó bằng lại nha. Đây, ngón tay út mình véo cọng dây này lại cho nó chặt cọng dây nha. Cọng dây này thì mình còn một ngón tay bên đây. Ngón tay trỏ bên đây thì mình đè cái cạn cua bên đây lại nha. Đè trên luôn nó lại vậy. Còn đây mình gịch ngón tay út thì mình gịch chắc cọng dây đây, còn ngón tay này mình nè. Tay bên đây mình gịch các cọng dây ra. Giờ mình đè cái cạn cua vô. Mình ngoay một quần thì là đã xong nha. Mình muốn chặt thì mình ngoay thêm một quận, nữa là hai quận, ba quận cũng được nha. Sau khi mình chói càng bên kia xong thì tiếp tục mình chói càng cua bên đây. Càng cua nó bò ra đây cả nhà. Đây, để tiếp tục chói đây. Trường hợp mà cái càng con cua mà nó bị hở ra thì mình sợ nó kẹp. Nó kẹp mà nhầm khi mình bắt mình sơ sẩy nó kẹp dính với tay. Hoặc là cái trường hợp mà mình để cho nhiều cua nó chung với nhau đó, mà nó kẹp với nhau thì nó bị nhả càng nha. Mình kéo càng thích lại. Rồi tiếp tục là mình ngoay cọng dây, xiết cọng dây này vô. Mình quay qua một vòng cho nó chặt cái cọng dây. Rồi mình rút chị là xong. Đây cả nhà xem. Con cua em nắm như vậy bình thường nha, nó không có bị kẹp. Đây cả nhà xem, nó rất là đơn giản nha. Đây, vậy là em đã chói xong một con cua đây cả nhà. Rồi em làm một cái thao tác khác cho cả nhà xem nha. Đây, mình làm càng lẻ thì càng tốt nha cả nhà. Đây. Đây, như trường hợp con cua này em nó lớn thì mình muốn chói một cọng dây cũng được, hai cọng dây cũng được nha. Thì hai cọng dây thì nó càng chắc. Mình chói mà sơ sẩy là con cua nó kẹp vô cái tay mình là nó cắt tay, nó ra máu luôn nha nha cả nhà. Thì mình quen cái công việc thì mình chói nó rất là lẹ nha. Nó rất là đơn giản nha. Đây, đây là em đã hoàn thành con cua đây cả nhà. Trường hợp mà cái càng con cua mà mình chói mình để nó bị hở ra thì đôi lúc mình cầm cua sơ sẩy thì cũng bị con cua nó kẹp nha. Và giả lại con cua mà nó kẹp, cái càng cua nó hở ra nó kẹp vô cọng dây này thì con cua nó cũng bị nhả càng và nó thành con cua giạt nha. Này cả nhà xem, chói rất là đơn giản nha cả nhà. Thì hôm nay video em xin chia sẻ tới đây nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy cái video em chia sẻ hay hữu ích thì đừng quên cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh nha. Để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà về những video sau nha.